đây bức ảnh đầu tiên của chúng ta, à, đây à. là hai mv vừa cho ra mắt của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương À, à Cưới để cho em và mùa hoa năm ấy. Nhưng à. mà đánh dấu sự quay trở lại là chị làm lèo một phát hai cái mv mà em nghe bảo hai cái MV này đầu tư tiền tỷ nha, sao mà chị chưa lớn như chị Hương? Đâu có đâu, chị nghĩ là 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 cái quan trọng là cái vấn đề rất là nhiều người tâm huyết và bỏ công sức vào đấy chứ tiền bạc thì là không làm vấn phải đề là vấn gì đề đâu. đâu. ôi rồi em thích cái câu này nó <laughs> bây giờ cứ người có điều kiện nó khát liền. không mà, phải. Mà. mà tại vì đinh hà uyên thư nói là không cần tiền cũng có thể làm cho Phụ bình luôn. trời ơi. tiền không quan trọng. tuyệt vời quá đinh hà uyên thư ơi, <cười> <cười> anh cũng có nhiều sản phẩm cần tìm đến em lắm. <laughs> thế thì um, lý do vì sao mà chị quyết định làm hai sản phẩm ấy? đầu tiên đó là bên ekip của mình ấy là chỉ muốn là làm đầu tiên là ra cái cứ để cho em trước, rồi uh -huh. sau đó mới là những cái chuỗi cho những sản phẩm khác. Uh -huh. thế nhưng mà cái bài mùa hoa năm ấy thì nó cũng là một cái dự án mà rất là nhanh, uh -huh. sự quyết định rất là nhanh yeah. lúc đó thôi, yeah. tại vì mình muốn uh, uh, giữ trọn vẹn cái lời hứa với lại nhà sĩ Xuân Phương, yeah. mình muốn trong cái thời gian 100 ngày đó mình làm, giống như là tri Ân và giống như mình muốn hoàn thiện cái công việc mà của mình với của nhà sĩ Xuân Phương và đang dở dang, để cho là mình làm rất là cấp tốc cái ừ. sản phẩm đó, Và như là tất cả mọi người đều đều dồn sức rất là nhanh, coi như là một món quà để tri ân nhạc sĩ. Ừ. À mặc dù là lúc đầu thì mình mình chưa tính là phát hành ca khúc đó đầu tiên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Yeah. Vâng. Thế còn cái MV cứ để cho em, tại sao lại có sự ra mắt của ca khúc này trong thời gian gần đây Và rất được dư luận yêu mến và chia sẻ? Ờ cái MV cứ để cho cho em ấy thì đấy là đã nằm trong cái kế hoạch ừ. mà tất cả mọi người đã bàn bạc và ừ. quyết định là cái, cái sản phẩm đầu tiên ấy, là mình sẽ là bài Cứ để cho em à, Bởi vì mọi người vẫn nói rằng là à, Muốn nhắc lại là Hồ Quỳnh Hương hát cái dòng uh, ballad ấy Dòng chuyện tình ấy thì để cho mọi người nhớ lại Tại mình cũng nghỉ lâu quá rồi Sợ ừ. mọi người cũng chẳng biết Hồ Quỳnh Hương hát cái gì luôn yeah. cơ Đấy cho nên là uh, nhắc lại cái um, điều đấy Tức là một cái sở trường của mình ừ. Đấy nhưng mà cái âm nhạc bây giờ thì nó cũng có như rất là nhiều cái thay đổi để cho nên là mình cũng phải bắt kịp với xu hướng mình gặp các bạn trẻ để làm là nó vẫn là cái cái dòng nhạc của mình yeah. Nhưng mà nó còn mang cái hơi thở của cái th thời thượng hơn, yeah. Đấy, của các bạn trẻ hơn Tại vì khi mà nhắc đến Hồ Quỳnh Hương thì người ta sẽ thường nghĩ đến những cái người nhạc sĩ mà cũng hơi đứng tuổi một tí ừ, xíu sáng ừ. tác nhạc cho chị Ví ừ. dụ như là em thấy có Hồ Hệ Anh, rồi Xuân Phương vân vân ừ, ừ. Nhưng mà đây là một trong số những lần hiếm hoi mà em thấy có một nhạc sĩ trẻ mà lại là một bạn có thể nói là cái gu âm nhạc của bạn ấy hơi khác biệt so với những người đúng trước rồi. đó đúng không ạ? À? đúng rồi đúng rồi. Vâng, cơ nhiên nào mà chị gặp vũ cát tường? À, thực ra là mình thì cái thời gian mà mình nghỉ ở nhà ấy ừ. nói thật là mình rất là ít nghe nhạc Được. và cũng ít tiếp nhận mọi cái thông tin ở trong uh, giới showbiz. showbiz. đấy. Thế nhưng mà um, chị gái của mình ấy thì lại là cái người rất là thích nhạc của vũ cát tường à. đấy và hay hát karaoke nhạc vũ cát tường. À. Đấy, có mấy bài có cũng cover này kia à. À. trợ lý của à, vũ cát tường thì là biết chị tâm à. thế thì cứ gửi qua gửi lại cho nhau nghe thì tự hai người là tự tự thích với nhau à. À, thế lấy bảo là Ui rồi nhạc vũ cát tường chị tâm hát hay quá là cứ hay thỉnh thoảng có bài gì là hay gạ chị tâm cover à. đấy cái thì mình thì là mình thỉnh thoảng thì buồn buồn thì lên chạy qua nhà chị ấy. cứ thấy bà ngưng nó bà hát Tôi bảo ơn nhạc của ai cũng hay thế là chị bảo à, đây này có bạn này bạn vũ cắt tường đây nó kia cái thứ mới mở nhạc lên thì mình nghe mình ó oh, bạn này trước là thi the voice tức là uh. mình vẫn nhớ tại ngày đến mình xem tivi thì mình cũng ấn tượng cái bạn này tức là về sau thì mình nghe mà oh, hay quá thế bắt đầu mình mới um, có bảo nhờ chị bảo là khi nào mà có cơ hội thì mình sẽ hợp tác yeah. ừ. thế là Đến khi mà mình quyết định quay trở lại uh, ca hát đó thì mình chọn vũ Cát tường cùng ừ. với ekip là chọn bởi vì uh, mình vẫn muốn hát cái dòng nhạc mà sở trường của mình ừ. nhưng mà nó phải có cái sự uh, mới mẻ và thay đổi ừ. thế cho nên là mình mới quyết định là phải nhờ đến đến tường tường á là khi mà gặp mình thì nó khác với một cái vấn đề là ví dụ tất cả các nhạc có những cái nhạc sĩ ừ. có bài hay ừ. mà họ nghĩ là hợp với mình họ gửi cho mình đúng không nhưng mà đối với tường ấy là hai bên hợp tác với nhau sau đó là tường đến và lắng nghe câu chuyện của của mình ừ. đấy và sau đó là tường viết dựa trên cái cảm xúc ừ. và câu chuyện của mình cũng như là cái quãng giọng sẽ là tường viết là donny đóng giày trong mình cái quãng đấy rồi là cái ừ. quãng tức là tụi mình kiểm tra và biết là từ cái quãng nào quãng nào là mình hát nó tốt nhất ừ. Thế là bạn ấy làm theo cái quãng giọng đấy cho nên là nhớ hơi cao nhỉ ừ. hát thì hát cao cái mình giảm xuống thôi ừ. Ừ. em chỉ sợ là hát xong bài đầu tiên của chị là không hát được những bài tiếp theo nữa đó chứ <laughs> nó khó vậy đó nhưng mà em thì được biết là cái mv là cứ để cho em này là một trong những cái mv quay trở lại là đầu tư khá tốn kém của chị đó em còn nghe ừ. cả quản lý tâm sự nữa là chưa kiếm được nhiều mà đã thấy chi ra khá nhiều tại sao chị đầu tư lớn như vậy? Ừ. Thật ra mình nghĩ là cái việc mình quay trở lại ca hát bây giờ ấy à nó yeah. không phải là cái chuyện là mình đi làm nghề. À hay là mình đây là một cái nghề như kiểu ngày trẻ nữa Mà thật sự nhá Có nhiều lúc mình nghĩ là Cái tuổi của mình bây giờ ấy Thì mình cũng không biết là mình hát được cho mọi người bao lâu Ừ Và trong cái lúc mà mình còn đang sung sức ba. Và mình đang có cái cảm xúc của trái tim của mình ấy yeah. Thì mình muốn cảm ơn Và giống như là cái thời gian mà mình ngắt quãng á Ừ Cũng có rất nhiều những khán giả đã thất vọng Ừ và họ rất là buồn rất là nhiều người viết thư rồi viết tâm tình với mình ấy nhưng ừ. mà lúc đó thì mình cũng không thể hát để mà phục vụ mọi người được thì bây giờ mình muốn là bù đắp lại cái kiểu này như thế ừ. thì mình muốn là mình đã làm giống như là một cái gì đó mà một sự biết ơn mà mình muốn bù đắp ấy. thì ừ. nó cũng phải đáng giá ừ. giống như là phải thấy được sự tâm huyết của mình vâng. thì nó mới xứng đáng yeah. cho nên là mình không nghĩ đến cái chuyện tiền bạc tài chính đâu. Cái vấn đề là chất chất lượng nghệ thuật ừ. hay là cái tâm huyết của mình cũng như mọi người đặt vào đấy thì ừ. không biết khán giả xem có cảm được hay không Tuyệt ơi. vời em thấy là chỉnh chu mặt hình ảnh, góc quay đẹp, âm thanh tốt. Em em cũng ước ao có một người chị gái như Hồ Quỳnh Hương để em có thể đầu tư cho những cái sản phẩm của mình nó cũng được hoành tráng như vậy. Chị yeah. nghĩ là khi chị vào đây này... Chị có nhận em trai không chị? Uh, chị có thể cho <laughs> em là anh trai luôn cũng được. Ấy, <laughs> tại vì chị thấy là <laughs> dạ? chị? một nhà hàng này uh, tới đây mà leo đến tầng thứ, thứ mấy rồi. Thôi nào, thôi nào. Một chị... cái nhà hàng tầng thôi chị ơi. leo mà thôi chị, đau cái... hết cái lưng luôn cái này. Cái tầng này khách không leo đến được nên em mới tận dụng để em làm thành cái Xong studio. Xong rồi lại một nửa yeah. là studio bên kia lại còn sân khấu này. Thằng bé nó không có cơ hội nên nó mới phân chia ra một bên nửa bên này nửa bên kia Chứ nó có rồi nó làm hết nguyên một cái tầng để làm Nhưng mà bây giờ làm, làm sao mà chị rồi. có thể chỉ có một phần này cho chị làm một cái sâu gì đấy Chị đâu có đâu Mới tính xin làm em trai nuôi thôi mà chị thay đổi nhanh <laughs> quá yeah. Làm sao mà có một em trai nuôi giàu như thế này được hả em Dạ yeah, thôi mình quay trở lại với là câu chuyện uh,